lựa chọn Việt Nam để thực hiện hành trình tình nguyện hè quốc tế, các bạn trẻ người Mỹ đã có những hoạt động ý nghĩa để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân và đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Ngãi. Hơn 10 ngày, hai tình nguyện viên người Mỹ tất bật với việc xây nhà cho người nghèo tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Yêu đất nước và con người Việt Nam, Jared Solomon và Will Marshall quyết định tham gia chiến dịch tình nguyện hè quốc tế cùng các tình nguyện viên khác với nhiều hoạt động ý nghĩa. We want to help the people of Bình Châu. Tôi muốn giúp mọi người, giúp trẻ em và giúp người nghèo xây nhà, cũng như là muốn trải nghiệm văn hóa Việt Nam. I've never been to Vietnam before. This is my first time. And in America, tôi chưa từng đến Việt Nam trước đây. Đây là lần đầu tiên. Khi ở Mỹ thì tôi thật sự không có cơ hội như là tôi đang ở Việt Nam. Mọi thứ ở đây quá tươi đẹp và khác biệt. Tôi ở Mỹ 17 năm rồi và đến Việt Nam để giúp đỡ mọi người giống như là một cách để mà hàn gắn quá khứ giữa hai nước với các hoạt động mà chúng tôi đã tham gia thời gian qua. Mỗi người một việc, 37 tình nguyện viên người Mỹ đã đồng hành cùng các bạn đoàn viên thanh niên Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu tiếng Anh với học sinh, dọn vệ sinh môi trường biển, xây 6 căn nhà nhân ái cho người nghèo. Các hoạt động của các bạn tình nguyện viên Mỹ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong thời gian thực hiện chiến dịch hè tình nguyện. Nhờ có tình nguyện của Mỹ với là Việt Nam mình đây, cô rất là mừng. Rất là mừng, nhưng mà cũng nhờ mấy cái các em đó làm rất là nhiệt tình. Giúp cho các bạn của Việt Nam và học sinh Mỹ sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi với nhau và giao lưu về văn hóa, ẩm thực và có các hoạt động của người Việt Nam và các bạn học sinh Mỹ. Từ đó thì sẽ tạo một cái mối giao lưu liên kết giữa hai đơn vị, giữa học sinh Mỹ và đoàn viên Việt Nam. Những cái việc làm của các bạn học sinh Mỹ đối với địa phương thì rất là ý nghĩa. 16 năm tình nguyện hè quốc tế tại Quảng Ngãi, các đoàn tình nguyện viên Mỹ đã xây dựng 52 ngôi nhà trường học, tặng hơn 1.000 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hơn 12.000 ngày công lao động. Chương trình tình nguyện quốc tế hè 2 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với tổ chức Whitney Student Travel triển khai tại Quảng Ngãi thật sự đã trở thành sợi dây kết nối giao lưu ý nghĩa đối với thế hệ trẻ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.